Rồi trong bài này chúng ta sẽ đi cái slide 7. Java 2 New Package mới. Slide 7. Và chúng ta sẽ đi qua phần đầu tiên enum của chúng ta. Enumeration này sẽ cho chúng ta làm cái gì? Ví dụ như là một bài toán chúng ta làm bữa hôm trước đi. Chúng ta đưa vô chữ 1 thì nó sẽ in ra cho mình là số 1. Đưa vô chữ 2 thì nó in cho mình là số 2. Như vậy thì khi mà các bạn làm như vậy đó thì các bạn phải sử dụng 6K. Được chưa? 6K. Còn bây giờ nếu như các bạn sử dụng enum thì các bạn sẽ làm rất nhanh. Thay vì chúng ta dùng 6K thì chúng ta sử dụng enum, tức là một mảng hằng số. Một mảng hằng số. Ví dụ như ở đây người ta cho enum trên box là có 5 cái chữ này là 5 hằng số. Thì chúng ta có thể thao tác khai báo một cái biến có tên là TB, có kiểu dữ liệu là trên box, thì nó giống như là kiểu in, kiểu string. Và chúng ta có thể gán cho TB này bằng trên box.char, tức là một cái giá trị bên trong cái enum đó. Và nó chỉ có chứa được giá trị đó thôi, nó không chứa được giá trị khác. Bởi vì biến có kiểu là enum là một hằng. Mà thay vì một hằng số là một số hoặc là một chữ, thì cái hằng này là một chuỗi, một lít. Hằng này là ở dạng một lít. Được chưa? Và chúng ta sẽ demo ở cái trên box của chúng ta. Thầy sẽ new một cái enum. Nếu như trong máy của bạn mà không có thì các bạn sẽ vô order. Ở bên này nó có phần Java enum. Nếu như mà máy các bạn chưa có thì các bạn sẽ vô đây thì nó sẽ ra net. Và ở đây thầy sẽ để là train box. Train box giống như là trong ví dụ của chúng ta. Và chọn finish. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo ở đây xe, tàu, rồi ở đây chúng ta khai báo cái test trước đúng không? Rồi ví dụ như là app plan hả, sai chính tả không? Airplane thiếu chữ e thôi, đủ chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó new một cái class slide 7 demo hoặc là main slide 7 main. Trong này chúng ta sẽ khai báo một cái train box là TB chấm phẩy. Chúng ta khai báo giống như một cái biến là in y chấm phẩy, giống y chang. Được chưa? Không khác gì hết. Ở trên chúng ta khai báo train box TB thì dưới này in y giống nhau.
Như vậy thì cái Trainbox này của mình bây giờ nó trở thành một kiểu dữ liệu. TB là một biến. Vậy nếu như mình SOUT TB nó ra cái gì? SOUT TB nó ra cái gì? Chưa có. Chưa xài được. Như vậy ở chỗ này các bạn, nếu như SOUT TB thì bạn chỉ có thể sử dụng được, ví dụ bằng get value, thì nó đưa ra cho các bạn một cái trainbox mở đóng ngoặc vuông, tức là một array, hay là còn gọi là một cái list, là một cái array chứa đựng tất cả các giá trị bên trong. Và kể cả bây giờ nếu như mà các bạn in như vậy thì cũng chưa ra được, bởi vì nó nguyên một cái mảng mình đâu in được. Vậy thì mình có thể xuất cái mảng này ra bằng cách là duyệt mảng. Duyệt mảng. Đó. Thì cái trainbox của mình, khi mà bạn get value, thì nó ra một dạng mảng. Mà nếu như nó ra một dạng mảng, thì mình có thể dùng phương thức xuất ra cái số 2 đi coi. Xuất ra cái số 2. Ở đây là một dạng danh sách thì mình sử dụng get. Get class không được. Mình sử dụng cái gì ta? Nó là một dạng danh sách. Danh sách. Chấm value. Bây giờ mình sẽ khai báo ở trên đi, một cái danh sách TBS. Bằng TB.value. Chấm phẩy. Bạn có thể lấy ra được cái giá trị. Và bạn có thể gán. Ví dụ như mình sẽ gán cái TB. Nó sẽ bằng Trainbox Airplane. Gán vô. Và lúc này mình xuất ra được. Đó. Lúc nãy là nó báo lỗi là mình chưa khởi tạo. Bây giờ mình khởi tạo. Mình sẽ xuất ra được TB. Xuất ra được. Mình sẽ làm gì đối với lại năm nữa? Ví dụ câu lệnh switch key. Nếu như cái biến của mình mà thuộc về một trong những giá trị đó thì làm gì? Thì ở đây trong cái bài slide, bài lab 7 của các bạn cũng đã có luôn. Nếu như cần thì chúng ta sẽ lấy ví dụ ở đây. Người ta khai báo một cái enum nó có 4 giá trị thì tương ứng với 5 giá trị bên kia mình xài. Đúng không? Mình sẽ khai báo một cái class polystudent. Mình đưa vô full name. Mình lấy cái enum này mình khai báo ở đây. Bây giờ vô đây mình hỏi nè. Nhập vô một cái thông tin là full name. À cái này là xuất ra. Thì mình kiểm tra nếu như cái này mà nó là ứng dụng phần mềm thì xuất ra đây. Ở đây là cái lớp là polystyrene. Rồi bây giờ qua bên này xài. Mình sẽ set cho bạn sinh viên này là Nguyễn Văn Tèo. Và set cho bạn là ứng dụng phần mềm. Thì khi mình in ra, nó sẽ lấy cái giá trị ứng dụng phần mềm này tương ứng ở dưới này. Nó sẽ in cái câu này ra. Ứng dụng phần mềm. Đó. Thì mình có thể dùng CK để mà sử dụng. Thì các bạn làm lab 7 tương ứng với lại CK.
Bây giờ chúng ta sẽ thử enum với những cái giá trị đưa vào. Chúng ta giả sử xe chạy được 65 km, tàu, máy bay, vân vân, xe tải, tàu, máy bay, rồi tàu biển, thì chúng ta sẽ viết những cái hàm, những cái phương thức liên quan. Như vậy bản thân cái enum này chúng ta nhìn nó giống gì? À, giống một class. Thay cái chữ class bằng chữ enum. Class thì nó không có chứa giá trị cố định là hằng số, còn enum là nó chứa ở bên trên này nè. Ví dụ như nếu như class mà bạn khai báo ở đây là nó sẽ báo lỗi ngay. Nếu chỗ này là class, nó không hiểu. Nhưng nếu ở đây là enum thì nó hiểu. Đó. Vậy bây giờ mình sẽ viết lại cái enum này, thêm cái giá trị cho nó vào. Xe được tối đa tốc độ là bao nhiêu? Vậy chỗ này chúng ta sẽ khai báo thêm một cái biến nữa là in, xem thử tốc độ là bao nhiêu. Nếu như đã thêm tốc độ vào, thì bản thân các giá trị này mình phải kèm với tốc độ ở đây. Chấm phẩy, mình phải kèm tốc độ. Ví dụ như xe, bên này người ta định nghĩa là 65, 55, 65. Chỗ này là 55. Train người ta định nghĩa là 70. Airplane người ta định nghĩa là 600. Port người ta định nghĩa là 22. Và chúng ta sẽ viết thêm hai phương thức liên quan. Phương thức khởi tạo và phương thức get. Phương thức khởi tạo, bởi vì mình chưa viết xong. Phương thức khởi tạo của chúng ta, thì khi các bạn khởi tạo, các bạn có thể đưa cái tốc độ vào. In speed. Và xuống đây chúng ta sẽ dig.speed bằng hết lỗi. Và ở đây nó sẽ hiểu rằng bạn sẽ khởi tạo tốc độ vào. Đó, được chưa? Khởi tạo tốc độ vào. Và bây giờ bạn có thể viết một cái hàm. Chỗ này là public. À, trên box thì chúng ta là hàm khởi tạo thì chúng ta không cần phải ghi. Ghi public cũng được, không cần ghi cũng được. Chúng ta sẽ ghi chỗ này public get. Get value, chúng ta get ra, get tốc độ ra. Return về cái test.speed của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ hiểu như thế này. Ứng với chiếc xe thì mình lấy ra được số 65. Ứng với trash thì xe tải thì chúng ta lấy ra được số 55. Vậy bây giờ ở bên cái demo này, TP thầy được gán bằng airplane, thì chỗ này thầy có thể viết lấy ra cái phương thức và in ra 600. Nếu mình gán cho cái đối tượng trên box của mình là airplane, hoặc là mình không phải gán như thế này mà mình sẽ là trên box và mình đưa vô đây một cái chuỗi, mình đưa vô đây trên box chấm chấm value of
của car, value of của car 65. Bây giờ thầy sẽ định nghĩa một cái enum của thầy để mục đích là khi thầy chuyển vô chữ 1 thì nó sẽ xuất ra cho thầy số 1. Thầy chuyển vô chữ 2 thì nó xuất ra cho thầy số 2. Thầy sẽ định nghĩa một cái enum như vậy. Bình thường nếu như các bạn muốn làm được việc đó thì các bạn phải dùng 6K, đúng không? Còn ở đây thầy sẽ dùng một cái enum của thầy là S2NUM, enum là string to num enum. Thầy ghi là S2NUM, mà không ghi gì ghi? Cái này là tên mà. Nó giống như là một cái class thôi. S2NUM enum. Và trong này thầy sẽ khai báo ví dụ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, được không? Và thầy dùng Excel cho nó nhanh, tận dụng Excel tí. Hả? Không, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? Hả? Thiếu 7 à? Sao vậy? Rồi, ok. Rồi, và mình sẽ định nghĩa lại mấy cái hàm giống như lúc nãy. Chỗ này mình sẽ có đổi lại cái phương thức khởi tạo. Và chỗ này mình để là num. 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 Rồi, viết lại xong ha. Đấy. Tận dụng cho nó nhanh. 0, 1, 2, 3, 4. Được không?
Rồi cái này thầy cho các bạn luôn. C4. Ok. 0, 1, 2, 3, 4 cho đến số 9 cho nó nhanh. Các bạn chỉ viết lại. Bây giờ ở bên này thầy sẽ ví dụ là thầy nhập vô một chuỗi new scanner. Hoặc là mình sử dụng, mình nhập có vẻ nó không hợp lý với Java 2. Mình sẽ sử dụng frame đi. Mình sử dụng frame là demo slide 7. Nó hợp lý hơn. Ở đây mình sử dụng một cái test field. Các bạn nhập vô cho thầy một chuỗi, sau đó các bạn sẽ dùng cái nút này. Các bạn ghi là chuyển. Chuyển cái chuỗi đó thành số. Và mình sẽ có một cái test field ở dưới để giữ cái số đó lại. Test field 2. Đó thì nó hợp lý với lại cái bài của chúng ta hơn. Rồi. Chuyển. Mục đích của chúng ta sẽ nhập vô đây một chuỗi 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Và nó chuyển cho mình cái dãy số ở dưới này. Chúng ta sẽ dùng đến cái phương thức để xử lý cho cái nút chuyển này. BTN chuyển. Xử lý cho nó. Trong này thầy sẽ sử dụng s to num, s to num được chưa? Mình khai báo một cái s to num của mình. Bây giờ mình sẽ lấy cái chuỗi ra. String. À cái kia mình chưa đổi tên ha. Cái này mình sẽ đổi tên TXT Stringing. Còn ở dưới mình sẽ để là TXT Number. Delete. Rồi ok. Như vậy mình sẽ lấy là txt string bằng txt string chấm get test. Ví dụ như mình nhập vô chữ 1 cách chữ 2, chữ 3, chữ 4. Làm sao để mình lấy từng chữ ra được? Slip, ok. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ for string s in txt s chấm. Cái này không biết là các bạn có hiểu được không? Nếu không hiểu thì làm sao? Xem lại cái gì?
xem lại Java 1. Xem lại Java 1. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái giá trị của cái chữ mình nhập vào. Chữ mình nhập vào là chữ 1, chữ 2, chữ 3, chữ 4. Mình sẽ lấy giá trị của nó thông qua cái enum của chúng ta. Như vậy chỗ này cái enum của mình sẽ có cái value. Ở đây cái phương thức mà hồi nãy chúng ta xài đó, phương thức chúng ta xài bên này nè, đây value of, bạn sẽ đưa vào cái value of của cái gì đó. Ở đây chúng ta sẽ bằng enum value of của cái s mình cắt được. Đó. Và chúng ta sẽ lấy ra được cái giá trị trả về. Và chỗ này thầy sẽ có một cái string txt num và thầy gán bằng rộng. Như vậy chỗ này txt num của thầy sẽ cộng bằng với s2num.getNum cộng với một cái khoảng trắng. Và sau đó txt num của thầy chấm set test bằng tt n. Chạy thử đi. Rồi chúng ta quay lại giải thích. Thầy sẽ gõ vô đây 3 5 2 1 6 chuyển 3 5 2 1 6. Nếu như chúng ta không xài enum thì các bạn phải sao? Các bạn sao nào? Nếu như chúng ta không xài enum thì ở chỗ này các bạn sẽ sử dụng đến cây xích cây. À, mình có 9 giá trị thì mình thấy xích cây nó cũng đơn giản. Chứ ví dụ như là có nhiều hơn 9 giá trị thì chúng ta xích cây nó hơi phức tạp, nó hơi dài. Còn nếu chúng ta dùng enum thì nó rất là gọn. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ cắt cái chuỗi 1, 2, 3, 4, 5 của chúng ta ra. Tương ứng với cái gì thì nó sẽ đẩy vô đây. Nếu như bạn nào chưa hiểu chỗ này thì chúng ta sẽ chạy debug. Và đối với debug thì không chỉ đơn giản là đi tìm lỗi mà chúng ta còn kiểm tra dữ liệu. Đó là một cách rất hay. Ví dụ chỗ này thầy ghi vô là 1, 3, 2, 6, 0, 9, 8. Ví dụ như vậy. Nhập vô một chuỗi. Rồi tí nữa mình sẽ kiểm tra. Ví dụ như số new. Không có. Rồi. Ở đây S của chúng ta được cắt ra. S chúng ta được cắt ra. Số 1. Thì khi chúng ta get ở bên này, khi chúng ta get num, nó sẽ trả về giá trị. Trả về số 1. Get num nó sẽ trả về số 1. Và tt của chúng ta được chữ 1. Tương tự như vậy, thêm chữ 3. Nó cắt ra. Bây giờ để đến khi nào mà nó cắt đến chữ new, xem nó ra cái gì.
9 rồi. 8. New. Bây giờ cái chuỗi của mình là ổn rồi nè. 1326098. Được rồi. Bây giờ mình test ở chỗ chữ new. Lỗi. Vậy thì thay vì mình để cho Java nó kết thì mình làm sao? Mình kết. Thay vì Java nó kết thì mình kết chỗ này. Mình kết chỗ này. Mình có thể kết bằng cách try. Bạn có thể try. Rồi kết chỗ này. Một là âm thầm luôn, hết lỗi. Còn không thì mình S out cái E chấm message. E chấm message là nó chỉ in ra cái lỗi đó thôi, chứ nó không in tùm lum. Nếu bạn in nguyên cái E ra nó rất là dài, còn mình in cái E chấm message thôi. Ví dụ như chỗ này là 1 2 4 new chuyển. À sai trên này, ok. Ép vô luôn. Đất không chịu trời thì trời chịu đất thôi. 1 2 new. Không có cái thành phần này ở trong cái num mình định nghĩa. Thành phần đó là new, không có. Còn cái chuyện mình xử lý gì đó là chuyện. Còn bây giờ tạm thời là mình không có thì mình chỉ báo không có thôi. Hả? Thì bây giờ nếu như ở chỗ này bạn sẽ xử lý chỗ này, bạn sẽ kiểm tra nếu mà không tồn tại thì bạn trả ra số âm 1 chẳng hạn. Thì tùy mình xử lý thôi. Quan trọng nhất là mình muốn xử lý cái gì. Thì mình ghép ra. Nếu như trả ra số âm 1 tức là nó không có liên quan gì đến những con số mà trong enum của mình, thì mình xử lý là không có. Mình xử lý chỗ đó là không có. Còn không ở chỗ này. Nếu trong trường hợp, trong trường hợp ở đây, bạn sẽ try từ bên trên này luôn. Bạn try từ đây luôn. For try từ đây luôn. Try từ đây. Rồi ở dưới thì cái này bỏ vô trong này luôn. Tức là nếu chuyển được thì chuyển thể, còn không chuyển được thôi. Báo lỗi. Thì chỗ này mình sẽ không có out ra đây, mà sẽ set test cái này luôn. Một new. Hai đây new không có, chuyển ra đây. Rồi ví dụ như là 1 3 5 7 chuyển ra đây. Còn chỗ này mình thêm, thay vì mới đi, mới không có. Còn chỗ này nếu mà không có ai lỗi hết thì chuyển ra 1 3 5 7 2. Tùy cách mình xử lý các bạn. Code của mình là mình điều khiển mà. Mình muốn try chỗ nào mình try. Mình muốn làm gì chuyện của mình. Như vậy nếu mà mình try ở đây thì miễn là trong vòng for này mà có lỗi thì kết thúc ngay, thông báo liền. Còn giả sử bây giờ các bạn sẽ try
theo từng cái. Ví dụ như là trong cái chuỗi của bạn có bao nhiêu vị trí bị sai chữ, thì các bạn cứ collect hết mấy cái sai đó ra và các bạn xuất cho người ta một thể, chứ còn đừng có dừng lại nửa chừng. Ví dụ các bạn kiểm tra chính tả tiếng Việt đi, hoặc là kiểm tra chính tả tiếng Anh đi, mình đưa vô một đoạn văn bản và mình sẽ kiểm tra nó, thì cứ chỗ nào mà lỗi thì mình sẽ collect cái từ lỗi ra và mình duyệt hết nguyên, thì lúc đó mình try kết kiểu khác, mình không có try kết kiểu này. Như vậy tùy nha, mình học try kết thì try, nhưng mà đều mình muốn try kiểu gì. Ví dụ như cái này của chúng ta là cứ gặp lỗi đầu tiên là kết thúc. Còn nếu như chúng ta muốn gặp lỗi thì báo lỗi bằng cách là collect cái lỗi đó ra rồi đi tiếp, việc cho đến khi nào mà hết chuỗi thì mình thống kê có bao nhiêu lỗi, thì mình là try từng cái trong for. Try từng cái trong for. Tùy ha, chứ không phải là lúc nào mình cũng để ở ngoài, lúc nào mình cũng để ở trong. Hồi tối thầy có dạy Java 1 và thầy debug, thì có bạn hỏi là khi nào mình biết là mình nail cái này ở đâu? Câu hỏi rất hay. Vì sao mình biết nail ở đây hay là nail ở đây? Cũng là debug. Tại sao nail ở dòng 75, 77 mà tại sao nail ở dòng 81? Thực ra thì giống như các bạn khám bệnh vậy đó. Nếu như mà các bạn không biết bệnh từ đâu, thì các bạn khám từ đầu đến chân, khám hết, thì bạn bắt ngay cái điểm đầu tiên là bạn phải khám. Còn nếu bạn biết là đau cái chân thôi, thì khám cái đầu làm gì? Thì vô đến cái chân, giả sử như là chỗ này, ở trên này chạy ổn rồi, cái này có gì đâu sai, thì đi bắt đây làm gì? Nó dừng ở đây nó lâu, mình phải nét nó lâu. Còn mình biết chắc là cái đoạn này không có lỗi gì hết thì đừng đi bắt ở đây, mình chỉ đi bắt trong này thôi, kiểu nó vậy. Còn mình biết là bây giờ đi bắt ở chỗ này những cái đúng mệt quá, thì mình đi bắt ở chỗ nào là khi nào mà nó nhảy vô lỗi thì mình mới nhìn. Còn mấy cái thằng mà không lỗi thì thôi bỏ qua. Ví dụ như vậy, thì quan trọng nhất là mình muốn khám chỗ nào, đầu đuôi chân tay, muốn khám chỗ nào thì mình nhảy vô, mình dừng chỗ đó lại, mình xem thôi. Ok, đấy, nói cái chuyện debug thôi mà các bạn thấy là cả một vấn đề rất lớn. Như vậy chúng ta đã dùng enum để chuyển qua một con số ở đây. Bạn ví dụ như bây giờ bạn dùng test to speed chẳng hạn, bạn đọc vô, thì thay vì bạn đọc số điện thoại thì mình gọi không được, thì mình dùng một cái tool để mình chuyển từ cái text mình đọc sang số, đúng không? Ví dụ số như là 0 9 0 2 3 5 1 2 6 8, chuyển đó. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà bình thường mình sẽ con cái này không được, thì các bạn có thể là chuyển từ cái chuỗi mình test, mình đọc speed to test và mình chuyển nó qua, rất đơn giản. Đấy là những cái công dụng mà chúng ta sử dụng enum, rất là thực tế. Rồi, demo đầu tiên.